Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Quan Kết News. Và đây là số phát sóng Quan Kết News thứ 23. Chuyên mục mạng cơ khí đã quay trở lại với những tin tức vô cùng hấp dẫn và không kém phần hữu ích. Cùng mình bắt đầu với những nội dung của số phát sóng ngày hôm nay nhé. Autodesk Lightning World Award là một trong những sự kiện lớn được Autodesk tổ chức hàng năm nhằm tổng kết lại một năm làm việc của hãng và các đối tác trên toàn thế giới. Tại đây, các đối tác hàng đầu của từng khu vực trên toàn thế giới sẽ được mời về cùng họp và được phổ biến các chính sách định hướng trong tương lai từ hãng. Ngoài ra, sự kiện này nhằm mục đích tôn vinh và ghi nhận các đối tác đã xuất sắc đạt được kết quả kinh doanh vượt trội và có những đầu tư dịch vụ hàng đầu mang lại giá trị to lớn trong hệ sinh thái Autodesk. Ban đầu, Autodesk dự kiến sẽ tổ chức Autodesk Platinum Club FY22 tại Việt Nam, cụ thể là tại phố cổ Hội An, Quảng Nam. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh và các hạn chế liên quan đến Covid ở Việt Nam hiện tại, Autodesk thông báo rằng họ sẽ không thể tổ chức sự kiện có hoạt động toàn cầu như dự định ban đầu. Thay vào đó, Autodesk dự kiến sẽ tổ chức sự kiện quan trọng này tại Naumachia Resort sang trọng ở Hawaii. Các đối tác tham dự sẽ có thể ngắm nhìn cảnh biển tuyệt đẹp dọc theo những bãi biển cát trắng, hoang sơ, tìm hiểu về lịch sử và văn hóa phong phú của hòn đảo, cũng như thưởng thức kho tàng ẩm thực chính thống của Hawaii. Sự kiện năm nay dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 5 năm 2022. Giải pháp BDM và BLM của Autodesk đã được Quan Kết giới thiệu rất nhiều ở số phát sóng lần trước. Bên cạnh đó, Quan Kết cũng có đề cập ở những buổi với Vina dành cho mảng cơ khí. Nếu bạn vẫn chưa biết đến giải pháp này trước khi xem video thì cũng không sao. Vì vào ngày 20 tháng 1 năm 2022 sắp tới, Autodesk ASEAN sẽ tổ chức buổi với Vina với chủ đề "Well, Essential of Good Design and Manufacturing". Bạn có thể đăng ký tham dự để hiểu hơn về giải pháp trên nhé. Đây là buổi hội thảo trực tuyến thông qua nền tảng Zoom. Người tham dự sẽ được giới thiệu về giải pháp FAL, hiểu được tại sao FAL là quan trọng cho việc thiết kế và sản xuất. Nội dung của webinar xoay quanh các vấn đề giảm thiểu loại sản phẩm, đẩy nhanh tiến độ quy trình, tránh xung đột tài liệu khi chỉnh sửa, dữ liệu tập trung, công tác phản hồi nhanh chóng, quy trình làm việc giữa các phòng ban và khách hàng dễ dàng hơn. Link đăng ký tham dự Quan Kết xin đính kèm bên dưới phần mô tả nhé. Fusion 360 là phần mềm tích hợp đa tính năng từ mô hình hóa 3D, thiết kế mạch điện, mô phỏng và phân tích, generative design, xuất bản vẽ, phối hợp làm việc đến lập trình gia công. Fusion 360 giúp kết nối các quy trình làm việc, do đó giúp người dùng đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn và tối đa hóa lợi nhuận. Để hỗ trợ người dùng trong dịp cuối năm này, Autodesk đã ra mắt chương trình khuyến mại đối với phần mềm Fusion 360 và các gói extension tương ứng. Cụ thể, từ thứ 3 ngày 11 tháng 1 năm 2022 đến hết thứ 2 ngày 31 tháng 1 năm 2022, khách hàng sẽ được giảm giá tới 30% khi đăng ký Fusion 360 áp dụng cho cả gói thuê bao 1 năm và 3 năm. Đồng thời, các gói Fusion 360 Team Participate, Fusion 360 Machining Extension, Fusion 360 Generative Design, Fusion 360 Additive View Extension, Fusion 360 Netting and Graphications, Fusion 360 Managed Extension và hai gói extension mới là Fusion 360 Product Design Extension và Fusion 360 Simulation Extension cũng sẽ được hỗ trợ tương tự. Liên hệ ngay với Quan Kết Việt Nam để chúng tôi có thể hỗ trợ kịp thời đến bạn nhé. V
Với chuyên mục nghiên cứu và giải pháp ở số phát sóng lần này, OneCast xin giới thiệu đến bạn 6 mẹo khi thao tác với môi trường Browin của Inventor Professional nhé. Đầu tiên đó chính là tùy chọn intersection. Với tùy chọn này sẽ giúp bạn dễ dàng chọn được giao điểm của các đối tượng giao nhau mà không có giao điểm trên bản vẽ. Bạn sẽ không cần phải thêm sketch để vẽ các đường phụ mà vẫn có thể lấy được các giao điểm này. Tính năng Rotate View với những chi tiết nằm xéo so với hệ trục tọa độ. Khi đưa vào môi trường Browin sẽ gặp trường hợp các view này sẽ nằm xéo hệ trục tọa độ X và Y, dẫn đến việc trình bày bản vẽ không đạt được yêu cầu về thẩm mỹ. Tính năng Rotate View sẽ giúp bạn xoay view theo một cạnh của sản phẩm, từ đó bản vẽ của bạn sẽ trở nên gọn gàng hơn. Copy Sheet Format. Giữa các file Browin, bạn hoàn toàn có thể copy và sử dụng lại các sheet format. Điều này giúp bạn có thể giảm thiểu được thời gian mà bạn phải tạo thủ công các khung tên và khung bản vẽ khi cần sử dụng lại một sheet format đã có sẵn. Tắt chế độ section của chi tiết. Khi bạn tạo section hoặc layout cho cụm thiết kế, bạn có thể chọn từng chi tiết để tắt đi chế độ section. Khi tắt chế độ này, chi tiết đó sẽ không bị cắt được, giúp bạn có thể tự do trình bày bản vẽ theo ý của bạn. Sketch Only, một tùy chọn sẽ giúp bạn ẩn được các đối tượng sketch mà bạn không muốn hiển thị trên bản vẽ. Và cuối cùng đó chính là Included Drum Count Ring, sẽ giúp bạn có thể tắt chế độ đánh số của một sheet hoặc thiết lập không in sheet đó khi bạn in một bản tập bản vẽ của bạn. Để có thể tìm hiểu thêm về 6 mẹo này, bạn có thể tham khảo bài viết được chúng tôi đính kèm bên dưới phần mô tả nhé. Xưởng gia công cơ khí là một nơi không dành cho sai sót. Bất cứ sai sót từ nhỏ đến lớn đều phải trả giá bằng tiền bạc hay nguy hiểm đến tính mạng. Nếu bạn đã từng làm việc ở xưởng, cho dù chỉ một ngày, chắc chắn sẽ thấy có ít nhất một sự cố xảy ra như máy móc bị hỏng hóc, dao bị gãy, sản phẩm gia công bị sai. Tuy nhiên, mọi vấn đề đều có hướng giải quyết và Algedes mang đến giải pháp PowerMill giúp bạn giải quyết 3 vấn đề thường gặp trong gia công như sau. Va chạm trên máy CNC, quá trục hành trình máy, dự đoán được các chuyển động của máy. Cách tốt nhất để tránh ba vấn đề trên chính là tận dụng khả năng mô phỏng máy CNC trên chính phần mềm CAM. Việc lập trình gia công với các chi tiết giá và máy được hiển thị một cách chính xác, các va chạm khả dĩ được thông báo ngay lập tức và làm nổi bật với màu đỏ giúp chỉ ra chính xác bộ phận nào của máy hay đầu cá đã va chạm. Được khuyến nghị chiều dài dao cần gá để đảm bảo không va chạm một cách an toàn nhất sẽ giúp người lập trình rất nhiều trong việc hình dung và nắm bắt mọi yếu tố ảnh hưởng đến việc gia công. Với giải pháp PowerMill của Autodesk, máy CNC của bạn đang sử dụng sẽ được số hóa và mô phỏng một cách chính xác nhất những gì có thể diễn ra ngoài thực tế. Hơn thế nữa, nếu phần mềm PowerMill phát hiện va chạm, ngoài việc hiển thị vùng va chạm, thì phần mềm còn tự động chọn phương án tránh va chạm giúp bạn có thể đưa ra phương án phù hợp nhất với rất nhiều tính năng nổi bật. Bạn có thể tham khảo chi tiết bài viết được quan kết đính kèm bên dưới phần mô tả nhé. CIMC có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc, nơi có một trong những cảng container nhộn nhịp và phát triển nhanh nhất trên thế giới. Trong bối cảnh dịch vụ hậu cần hàng hải toàn cầu đang trong quá trình chuyển đổi, hãy xem CIMC Smart Palace đang thúc đẩy ngành công nghiệp này như thế nào theo hướng tuần hoàn và số hóa nha. Được hỗ trợ bởi khả năng R&D mạnh mẽ của tập đoàn CIMC, và nguồn lực dồi dào là một phần của tầm nhìn chiến lược này, CIMC Smart Palace đã làm việc với Autodesk để khám phá các giải pháp sáng tạo nhằm thiết kế và sản xuất hộp pallet cao su. Hộp pallet cao su thế hệ đầu tiên của CIMC có chất lượng thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh và không thể nào đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng. Công ty cần khẩn trương đổi mới thiết kế và kỹ thuật sản xuất, hy vọng đạt được bước đột phá về chất lượng sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh và rút ngắn chu kỳ phát triển, làm cho chúng trở nên thông minh hơn, rời xa thiết kế container truyền thống. Tìm kiếm sự đột phá ở cấp độ thiết kế sản phẩm, CIMC đã chọn công nghệ Generative Design của Autodesk để phá vỡ quy trình thiết kế 2D truyền thống của mình. Generative Design là một công cụ tích hợp các thuật toán máy học và trí tuệ nhân tạo,
Với Generative Design, các nhà thiết kế nhập các ràng buộc thiết kế và các điều kiện phụ trợ khác. Sau đó, máy tính tận dụng các thuật toán từ học máy để tạo ra các tùy chọn thiết kế vô tận. Generative Design cũng có thể xem xét các yếu tố như tiết kiệm vật liệu và khả thi trong sản xuất, giúp các công ty cân bằng giữa chi phí và chất lượng. Ngành hậu cần hàng hải đang không ngừng mở rộng, cũng như hoạt động kinh doanh của CMC khi áp dụng Generative Design của Autodesk. Cùng mình tham khảo bài viết chi tiết được đính kèm ở dưới phần mô tả và để lại bình luận để chia sẻ việc áp dụng công nghệ này cho công ty của bạn nha. Vừa rồi là tất cả những tin tức có trong số phát sóng lần này. Hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng tiếp theo. Chào tạm biệt!